Nhờ ơn cà rốt của mày mà tiền đồ của tụi tao thành tiền án tiền sự. Cảm ơn mày nhiều nha. Làm cảnh sát giàu lắm hả? Chị ăn hối lộ chắc luôn á. Hai đứa mày đừng có lo, tao đã suy nghĩ kế sách thứ hai, đó chính là đã thảo kinh sợ. Đón xem Cớm học đường tập 4 vào lúc 18 giờ ngày 30 tháng 9 2022.